Quý khách hàng của các bạn đã trở lại với cái kênh mua bán xe cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay mình lại có một em Suzuki Celero với 5 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Một chiếc xe du lịch rất là đẹp, sơn sơn màu trắng đấy và mâm đúc. Một chiếc xe Suzuki rất là tiết kiệm nhiên liệu nha anh em. Thì xe Suzuki anh em biết rồi đó. Đấy, cái khả năng mà về tiết kiệm nhiên liệu thì rất là tối ưu. Xe này nếu anh em mua về mà chạy dịch vụ mà tiết kiệm nhiên liệu như thế này mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Thì con xe này năm khai sinh của em đó là 2018 đó, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nha, Suzuki đó. Thì xe này bây giờ bên mình đang chào bán cho anh em quý khách hàng cùng các bạn với mức giá là 230 triệu có thương lượng cho anh em có thiện chí đến xem xe và trải nghiệm dòng xe bên mình nha. Nước sơn màu trắng nè, rất là đẹp luôn á. Lưới tản nhiệt mạ chrome với cái hai cái đường chrome, mạ chrome sáng bóng chạy dọc trên logo Suzuki này, rất là đẹp. Cụm đèn pha halogen thiết kế của nó nè, rất là đẹp luôn. Đèn cản cũng rất là đẹp. Xe còn zin nha anh em, còn zin rất là nhiều. Nó đi được có 2 năm thôi đó, thì chưa tới 2 năm nên độ chắc và độ đẹp và độ zin của em nó thì gần như là nguyên bản luôn. Đấy, kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm rất là đầy đủ này, vô lăng có trợ lực, xe có ABS luôn. Nói chung là xe này là phiên bản số sàn nha, với dung tích của nó là 1 lít 5 số tiến 1 số lùi với phiên bản số sàn. Nói chung là xe thì cũng còn rất là xịn sò và rất là đẹp. Màn hình cảm ứng nè, máy lạnh nè, radio, mồi thuốc lá, màn hình cảm ứng rất là đầy đủ, 5 số tiến 1 số lùi nè. Đây là cái hộp số của nó. Nội thất cũng rất là rộng rãi luôn. Đây là một cái dòng xe phân khúc hạng A, hatchback hạng A, nhưng mà về cái phần độ rộng so với những cái mẫu xe khác thì mình rộng rãi và thoải mái, thì mình cảm thấy con xe này rất là rộng rãi và thoải mái nha. Với cái đường kính bao, kích thước tổng thể của cái xe là 3m6 nè, chiều ngang là 1m6 nè, chiều cao là 1m540 nè. Đó, cho nên nó có khả năng mà gọi là tạo cảm giác thoải mái khi ngồi trên xe, mặc dù nó là cái xe hatchback nhỏ nhưng mà du lịch hatchback nhỏ nhưng mà cảm giác là ngồi cho nó cũng rất là rộng rãi và thoải mái nha. Đó, một chiếc xe Suzuki Celero hatchback hạng A rất là đẹp như thế này. Nếu anh em đầu tư mua nó thì cũng cảm thấy rất là tuyệt vời để chở gia đình che nắng che mưa, nhỏ gọn xinh xắn tinh tế như thế này. Đó, còn về cái phần mà chiếc xe còn chắc và còn zin thì mình cảm thấy còn rất là nhiều cho cái dòng xe này, rất là đẹp luôn. Đấy, đi rất là tiết kiệm nhiên liệu, 100 cây thì nó khoảng từ 4 đến 5 lít thôi, 5 lít xăng thôi. Với cái động cơ của nó rất là tiết kiệm nhiên liệu của Suzuki. Và xe có camera lui, camera hành trình phía trước, phía sau, ghế bọc da nè. Anh em thấy cái nội thất không gian nó rất rộng rãi và rất là nhiều hộp chứa đồ cho anh em nè. Đó, một chiếc xe tải cũ với mức giá chỉ 230 triệu thôi. Con xe này nếu anh em mua phiên bản số sàn mà xe mới 2020 luôn thì nó rơi ra đâu đó tầm khoảng hơn 380, tiết kiệm cho anh em gần cả trăm triệu, hơn cả trăm triệu, thì mình chỉ có mất có 2 năm sử dụng thôi. Thì mình cảm thấy rất là tuyệt vời để anh em có thể đầu tư một con xe nhỏ gọn xinh xắn với giá hợp lý như thế này. Đó, chỉ 230 triệu. Anh em thấy không? Cái ghế phía sau và nội thất phía sau và rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Và đây cái cốp phía sau nó cũng rất là rộng nè. Đó, mình có thể để được rất là nhiều đồ. Đấy, và đây là cái bánh sơ cua của nó nằm phía dưới cái đồ che này. Đấy, và khung gầm của nó anh em thấy không? Rất là mượt, không có gỉ sét luôn nha. Đó, xe đề cao cho nên xe nhìn nó còn rất là mượt. Nói chung là đầu tư kinh doanh hoặc là mua một xe này về chở ở gia đình xe nắng xe mưa 5 chỗ ngồi như thế này mình cảm thấy khá là tuyệt vời, cho nên mới phải đầu tư mức giá là 230 triệu thôi nha. Đó, mình cảm thấy cái mức giá cũng rất là ổn luôn, rất là tuyệt vời đó cho anh em đầu tư cái dòng xe này. Với cái đường kính mâm của nó là 14 inch nha. Đó, mâm vừa thôi. Đó, mâm đúc luôn, rất là xịn sò luôn anh em. Đóng cửa cũng rất là khích, rất là đã luôn, máy lạnh rất là mát luôn á. Nói chung là chiếc xe mình cảm thấy còn zin và còn rất là đẹp. Đó, nói chung là chủ cũ đi cũng rất là giữ zin, cho nên mình cảm thấy nếu anh em đầu tư con xe này thì mình cảm thấy rất là tuyệt vời rồi. Xe đi được 99.000 km này, nói chung là đi cũng tương đối đó nè, tại vì xe này có đăng ký kinh doanh, có hợp đồng, cho nên bên đó người ta có chạy dịch vụ, nhưng mà chạy chắc như 99.000 mà trong cái 2 năm 99.000 là mình cảm thấy cũng rất là ổn, rất là bình thường rồi.
Đấy, nói chung là một chiếc xe vẫn còn chắc và rất là đẹp. Suzuki mà hàng cảm ứng của nó này anh em, Suzuki. Đó. Nói chung mình tắp đi tắp lô, cửa cửa đóng cửa nẻo sùng bọng sùng chỉ gì đấy thì nó còn rất là nguyên si, rất là tuyệt vời và rất là zin, nó rất là đẹp như thế này. Nếu anh em thích cái dòng xe này cứ hỏi trực tiếp mình, hãy số điện thoại 0937 965 342 để mình có thể trực tiếp tư vấn cụ thể hơn cho anh em về cái dòng xe này nhé. Xe rất là đẹp luôn, Suzuki này có thắng ABS luôn nè. Đó. Nói chung là một cái xe du lịch 5 chỗ ngồi, che nắng che mưa, chạy thật có thể kinh doanh dịch vụ đó thì vờ đỡ rất là cao 2018 đó. Xe quên này thì không có niên hạn sử dụng, nhà xe ô tô thì không có niên hạn sử dụng đấy anh em thấy không? Cái khoang nội thất nó cũng còn rất là mượt, động cơ nổ tiếng máy cũng còn rất là im, nói chung là xe này gọi là siêu lướt luôn rồi đó. Nó đi có 2 năm mà mọi thứ trên xe đều rất là ổn và rất là đẹp, cho nên có thể đầu tư mức giá rất là rẻ luôn, chỉ 230 triệu thôi. Có thương lượng xe có hiện xíu nữa đi xem xe và trải nghiệm dòng xe bên mình nha. Nói chung cái dòng xe Suzuki Celero này nhìn nó còn rất là mượt và rất là đẹp, để anh em có thể đầu tư mua về che nắng che mưa đó. Anh em đi một vòng, anh em đi một vòng bên xe là anh em cảm thấy được xe nó còn rất là mượt, cái sơn màu trắng rất là đẹp mâm đúc nè. Nói chung là rất là mượt, máy móc rất là ok nè, gom gầm bệ đồ cũng rất là cao, rất là rộng rãi, và xe rất là rộng rãi và thoải mái cho anh em. Nói chung là một chiếc xe hatchback hạng A nhưng mà nhìn nó rất là rộng rãi và thoải mái nha. Đó, và Suzuki nữa, cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó rất tuyệt vời. Thì cái máy đó là 1 lít và công suất của nó là 50 kW thì một tua 6.000 nha. Đó là tất cả những cái thông số mình xin nói thêm trong cái video ngày hôm nay. Còn nếu anh em muốn biết chi tiết về cái xe này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, đến đây lái xe và trải nghiệm cái dòng xe này để xe nó có cái gì hay ưu và nhược điểm như thế nào nhé. Đó là một chiếc xe mà mình cảm thấy rất là chất lượng để anh em đầu tư kinh doanh khởi nghiệp, hoặc là chạy dụ, hoặc là anh em có thể là che nắng che mưa gia đình với mức giá rất là hợp lý, chỉ khoảng là 230 triệu thôi. Suzuki Celero phiên bản 5 chỗ ngồi đó, đời đời của nó là 2018, rất là đời cao nha, nó cũng rất là xịn sò. Và đây là cái camera lùi của nó này anh em thấy không, xe trang bị camera lùi, camera hành trình rất là ok, rất là đi vờ đó, bọc ghế nè, cắp ly cắp lô cửa nè, đó vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng nè. Nói chung là xe này cũng khi của nhân cũ mua về cũng là trang trí và đủ thứ cho cái xe này, nên xe này còn rất là đẹp. Nếu anh em thích dòng xe này cứ liên hệ trực tiếp mình, hay số điện thoại 0937965342 để mình có trực tiếp tư vấn cụ thể hơn cho em về những cái dòng xe tải và cũng như là xe du lịch đây mình đang giới thiệu cho anh em. Cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo của mình.